Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Lâu lắm rồi mình không có chia sẻ video về cá. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái video quay cảnh bể cá nhà mình và trả lời một cái câu hỏi của một người ở trên YouTube mà hay comment về những cái video cá của mình, đã đặt một cái câu hỏi là vì sao mà cá nhà bạn ấy lại hay nhảy ra khỏi cái bể cá đó. Thì các bạn thấy cá nhà mình thì không có bao giờ mà nhảy ra khỏi bể cá hết á. Lý do là mình đã chặn nó lại á, ở trên là mình luôn luôn có cái miếng tre các bạn, cho nên là cá của mình không có cái cơ hội nào mà nhảy ra ngoài được hết á. Mình nghĩ là ai nuôi cá cũng đều phải mua cái miếng tre bên trên giống như vậy nè các bạn. Thì cá sẽ không bao giờ mà có một cái cơ hội mà nhảy ra ngoài đâu. Thì các bạn thấy đây là cái miếng tre nhà mình á, rất là kín luôn á. Mình khi nào mà thay nước thì mới mở nó ra. Và ở trên đây thì có những cái lỗ này thì mình có thể bỏ thức ăn vô trong đây, nó vừa thôi à. Và ở chỗ này thì cá nó cũng không có nhảy ra nữa. Mà nếu mà có nhảy ra thì nó cũng sẽ không có nhảy tuốt ra ngoài được. Nếu như mà mình mà không có mặt ở nhà mà cá của mình mà nó nhảy ra khỏi bể thì rất là nguy hiểm luôn. Bản thân mình thì không có phải là chuyên viên nuôi cá cảnh. Thì mình lên mạng và mình tìm hiểu để mình trả lời một cái câu hỏi vì sao mà cá cảnh lại thích hay nhảy ra ngoài á. Thì đây là câu trả lời mà mình tìm hiểu ở trên những trang mạng cũng như là những cái diễn đàn mà nuôi cá cảnh của rất là nhiều người đã bình luận cũng như là chia sẻ. Nhiều người nuôi cá cảnh thì cho mình biết là những cái loại cá mà hay nhảy ra khỏi cái bể cá đó chính là cái loại cá bảy màu á. Đây là loại cá nhỏ, bởi vậy cho nên là khi mà mình nuôi cá bảy màu á là mình cũng phải nên có cái miếng tre ha. Nhà mình cũng có một cái bể cá bảy màu, cho nên là khi mà mình nuôi cá bảy màu á, mình luôn luôn để cái miếng tre bên trên luôn. Bất cứ loại cá nào ở nhà mình á, dù cho mình nuôi cá rồng hay là cá hồng két, cá la hán, cá nào thì các bạn cũng nên có cái miếng tre bên trên đi ha. Tuy nhiên nếu như mà cái bể cá nhà bạn nó quá là nhỏ mà cái số lượng cá của mình lại nhiều nữa thì đây cũng là một trong những cái lý do khiến cho các em cá không có một cái không gian thoải mái để mà bơi lội á, thì điều này cũng khiến cho các em bị stress và cũng làm cho các em bực tức mà nhảy ra khỏi bể cá luôn. Có nhiều người rất là thích nuôi cá cảnh và ước mơ có một cái bể cá ở trong nhà, nhưng mà cái việc nuôi cá thì nó không có dễ dàng. Nếu như mình mà không biết cách chăm sóc á, thì các em sẽ không có ở với mình lâu bền. Bởi vậy cho nên là nuôi cá là mình phải biết cách chăm sóc cũng như là mình phải chuẩn bị một cái bể cá cho nó thoải mái một chút xíu. Và mình phải xiên thay nước ha các bạn ha. Vì các em cá này khi mà mình ăn xong rồi á, thì mình thấy á, ở phía dưới rất là dơ luôn. Cho nên á, là mình không có thay nước thì cái nước nó dễ bị nhiễm vi khuẩn lắm, làm cho các em sẽ có một cái bệnh là bệnh nấm á. Đa số mấy cái loại cá mà mình thấy á, bị bệnh nấm rất là nhiều luôn. Một khi mà các em bị bệnh rồi á, thì các em cũng cộng thêm cái bị stress căng thẳng nữa. Và những người bạn mà ở trong bể cá không có hợp á, thì khiến cho các em vẫn không muốn sống trong cái bể cá mà cũng nhảy bung ra ngoài. Đâm ra thành đây cũng là một trong những cái lý do khiến các em cá không có chịu ở trong hồ mà lại nhảy ra ngoài nữa. Thì mình tìm hiểu được biết là như vậy thôi ha. Có một số em cá mà trong cái quá trình mà mang thai á, thì các em ấy cũng rất là bực bội nóng tính, cũng hay nhảy ra ngoài nữa. Có một số bạn thì nói là có thể những cái tác động ở bên ngoài làm ảnh hưởng tới tâm lý của cá, nhưng mà có những cái loài cá là ở bên ngoài cũng không có tác động được, mà là do cái bản năng tự nhiên của một cái loài cá mà nó năng động á, thì nó cũng thích bay nhảy nữa. Đôi khi mình đã bỏ vào hồ rồi nhưng mà khi mà mình sơ ý một cái thì các em cá có thể nhảy bung ra ngoài luôn. Vì vậy cho nên là trị cái bệnh cá nhảy ra khỏi bể thì cũng rất là đơn giản ha. Mình phải mua một cái nắp đậy lại,
và không còn cái cảnh nhảy ra ngoài nữa, rất là đơn giản luôn các bạn. Bởi vậy cho nên đó là khi mà mình nuôi cá thì cái nắp đậy á là cũng rất là cần thiết. Nhất là nhà các bạn nào mà có nuôi thú cưng cũng như là mèo với lại chó mà lớn lớn á, thì những cái con mèo, những con chó đó nó hay đứng vòng vòng ở bể cá á, mà nó nhìn hoài vô hồ cá hoặc là nó sủa rồi đó. Cái điều này khiến cho các em cá cũng bị stress luôn á, rất là sợ luôn á. Bởi vậy cái cách an toàn nhất á là mình đậy cái nắp bể cá lại luôn ha. Và để tránh cái trường hợp các em nhảy ra ngoài á, thì một con mèo sẽ nhảy vô hốt luôn á. Lúc đó là coi như là mình không cứu được luôn á các bạn ơi. Với những em cá mà mình mới mua về á, thì khi mà mình thả vô trong hồ á, là mình phải thả cái bịch cá vô trước ha. Và mình để khoảng chừng 10 phút, 15 phút gì đó để cho các em quen với lại cái nhiệt độ nước á. Xong sau đó rồi mình mới mở từ từ để các em từ từ bơi ra một cách tự nhiên ha. Mình đừng có trút xuống một cách mạnh làm cho các em bị stress. Đâm ra cái điều này thì khiến các em cũng sợ và nhảy bung ra khỏi bể cá luôn. Nếu như mà các bạn chuyển các em cá từ cái bể cá này qua một cái bể cá khác thì mình cũng phải làm giống như vậy. Tại vì cái lượng nước cũng như là cái nhiệt độ trong nước nó, mỗi một cái bể cá nó đều khác nhau hết á. Để các em phải có một cái thời gian thích ứng á, thì mình cũng phải chờ một chút xíu chứ không có bỏ vô liền. Điều này khiến cho các em bị stress và sợ hãi. Cho nên khi mà mình nuôi cá cũng là một trong những cái thú cưng mà rất là nhiều người nghĩ là cá không có phải là thú cưng, chỉ có chó làm với mèo hoặc là với những con thú dễ thương khác thôi. Nhưng mà cưng chiều các em cá này á, thì cũng phải nhẹ nhàng và cũng giống y như là mình cưng chiều một cái em cún mới vào nhà vậy đó các bạn. Ánh sáng là một trong những cái nhu cầu mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cũng như là màu sắc của các em cá của mình. Nếu như mà bể cá nhà mình mà không có đủ ánh sáng á, thì màu sắc của các em nó sẽ bị mờ đi và cái cảm giác giống như là bị mất sức sống vậy đó. Bởi vậy cho nên là mỗi một cái bể cá dù lớn hay là nhỏ thì mình cũng nên có một cái đèn LED ha, với công suất mà mỗi một ngày á, là mình phải mở từ 10 tới 14 tiếng đồng hồ để cung cấp đủ cái ánh sáng cho các em cá sống khỏe, cũng như là cái ánh sáng này nó giúp cho các em á cảm giác được an toàn hơn nữa. Nãy giờ thì mình chia sẻ video cũng đã dài rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ một cái thời gian rất là quý báu để xem kênh YouTube của mình, xem những video ủng hộ cho con gái bà Tô. Mình tên là Bích Hải, chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn rất là nhiều. Mình hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Chúc cho tất cả mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Bye bye!